Ông ơi, ôi, ôi. Đây là một video mang tính chất gây cười, hài cho nó đẹp mà. Video này không mang tính giáo dục và đào tạo lái xe. Xe tôi mới, mua bóp cho nó đẹp. À, bóp thành cái gân này cho đẹp hả? Cho nó đẹp, cho nó đẹp. Phải xe tôi mới mua đây. Không, phải tôi vừa mua của ông đây. Ông biết lái chưa? Ông biết lái chưa? À, tôi chưa biết lái đâu. Ôi giời, chưa biết lái. Lên đây tôi, dậy. À, sao? Bây giờ như nào? Bây giờ phải nổ máy. À, sao làm gì đó? Xong, rồi vào số. Thế à? Xem kìa thầy giáo, đang làm gì vậy ta? Đang bỏ xuống, tìm cái gì đó, hình như không, với chân tới, chân gạt chân phanh. Ông ơi chân nào? Cảm chân ơn phanh các chân. Bạn ta đấy theo dõi video và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các video sau.